Bên sống một chiếc quạt cây này. Đây là của dòng Sáp nhé. Một trong những dòng mới nhất của Sáp tại thị trường Nhật Bản, hàng nội địa Nhật nhé. Mới nguyên thùng. Date 2022. Đây là dòng được tích hợp công nghệ ion plasma giúp khử mùi, diệt khuẩn. Mới hoàn toàn chưa qua sử dụng nhé. Sử dụng điện áp 100V. Thông số của nó này. Đây là mã của sản phẩm kèm theo thông số này. Kèm theo mã QR này, quét này. PJ-N3AS điện áp 100V, công suất là 44 cho đến 47,5W nhé. Đấy. Serial và date 2022. Chiếc này cao 85 cm, chiều cao là 85. Quạt được trang bị 5 cánh nhé, màu trắng trong. Đấy. Tung năng thì tung năng ở phía sau đây nhé. Rồi, được trang bị remote này và giá đỡ remote để trên thân quạt luôn. Trên remote thì phím này tắt mở này, đây là phím hẹn giờ và điều chỉnh tốc độ của quạt. Ngoài ra thì ở đây còn có khóa phím nhé, tức là khóa trẻ em. Đấy, khóa trẻ em này, hẹn giờ này, tắt bật này, tốc độ gió này. Đấy. Và nó có cả chế độ gió thoảng, gió tự nhiên nhé, tức là nó sẽ nhịp nhàng. Đây sẽ khởi động. Đấy. Đấy, đây là chế độ nhịp nhàng của nó, tức là nó tăng nó giảm, tăng giảm như kiểu gió trời gió tự nhiên luôn đấy. Quạt chạy cực êm luôn. Đấy. Chiều cao của nó có thể thay đổi từ đây khoảng cách này khoảng tầm 15 cm, tức là từ 70 cho đến 85. Ta cho góc xoay nhé. Chạy cực êm như không có tiếng động luôn. Tăng tốc độ gió lên này. Tăng cấp độ nữa này. Cực kỳ khỏe luôn. Đây là chế độ gió thoảng nhé, gió tự nhiên. Tín hiệu từ xa thì sẽ nhận biết ở dưới bảng mạch phía dưới này nhé. Đấy. Nên là khi chúng ta để ý khi chúng ta remote thì remote là chỉnh về hướng phía này. Đấy, còn bên này chức năng hẹn giờ nhé. Đây, đây là giờ tắt này, 1 giờ sau tắt này, 2 giờ này, 6 giờ tắt này. Đấy, tắt hẹn giờ và khóa cho em này. Đấy, đèn này khóa thì cái đó ta sẽ không bật lên. Đấy, nó đang khóa, nhấn tiếp 3 giây để mở khóa này. Đấy, ok. Đấy, sản phẩm hoạt động hoàn hảo mọi chức năng nhé, hàng mới mà chưa xài. Rồi, ok, một chiếc quạt sáp rất là đẹp, được trang bị công nghệ ion plasma giúp khử mùi giật khuẩn, cũng như là quạt chạy cực êm này. Theo phong cách hiện đại sang trọng, nên là bác nào có nhu cầu sở hữu chiếc quạt này có thể liên hệ trực tiếp với HT Shop qua số điện thoại hoặc là Zalo 0828 868 999 và đầu số 0917 379 959. Bên shop xếp hàng toàn quốc nhé. Còn bác nào khu vực Hà Nội có thể trực tiếp qua Phú Diễn Bắc Từ Liêm để trải nghiệm sản phẩm cũng như là mua hàng. Rồi ok, cảm ơn các bác đã theo dõi video. Hẹn gặp lại các bác ở những video sau ạ.